Có một sự thật là trước khi đội trên đầu chiếc vương miện danh giá, các hoa hậu Việt đều từng là những học sinh bình thường. Dù đều sở hữu nhan sắc nổi bật, mỗi người trong số họ lại có cách riêng để duy trì vẻ đẹp và phong cách của mình. Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh thời đi học của hai nàng hoa hậu đình đám thời điểm hiện tại của nhà Sen Vàng. Nguyễn Thúc Thùy Tiên Hoa hậu Hòa Bình 2021. Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa Bình 2022, cuộc đời của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sinh năm 1998, thành phố Hồ Chí Minh, đã bước sang một trang mới. Nàng hậu không chỉ trở thành niềm tự hào của nhan sắc Việt mà còn là động lực cho nhiều cô gái khác kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình. Thúy Tiên không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp mà còn là một học sinh giỏi. Cô từng là sinh viên khoa Pháp văn của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Dù không còn theo học tại trường này, Thúy Tiên vẫn không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân qua việc theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Vaten tại Đại học Hoa Sen. Trong hình ảnh thời còn học trung học, Thúy Tiên mang trên mình tà áo dài trắng, toát lên vẻ ngây thơ và thanh xuân. Dù không cần phấn son hay những bộ cánh lộng lẫy, nụ cười tươi tắn và đôi mắt to của Thúy Tiên vẫn đủ để khiến cô nổi bật. Trần Tiểu Vi Hoa hậu Việt Nam 2018. Từ khi đăng quang cho đến thời điểm hiện tại, sức nóng của Hoa hậu Trần Tiểu Vi, sinh năm 2000, Quảng Nam, vẫn luôn được duy trì. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp với khuôn mặt tỷ lệ vàng, thành tích học tập của cô cũng trở thành đề tài thu hút sự chú ý. Trần Tiểu Vi đã đạt được một sự cân bằng hoàn hảo giữa việc tham gia cuộc thi sắc đẹp và việc học tập. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam, khẳng định vị trí của mình trong làng sắc đẹp Việt Nam. Ngoài nhan sắc, thành tích đáng nể của Trần Tiểu Vi trong học tập cũng là điểm đáng tự hào. Có một sự thật là trước khi đội trên đầu chiếc vương miện danh giá, các hoa hậu Việt đều từng là những học sinh bình thường. Dù đều sở hữu nhan sắc nổi bật, mỗi người trong số họ lại có cách riêng để duy trì vẻ đẹp và phong cách của mình. Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh thời đi học của hai nàng hoa hậu đình đám thời điểm hiện tại của nhà Sen Vàng. Nguyễn Thúc Thùy Tiên Hoa hậu Hòa Bình 2021. Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa Bình 2022, cuộc đời của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sinh năm 1998, thành phố Hồ Chí Minh, đã bước sang một trang mới. Nàng hậu không chỉ trở thành niềm tự hào của nhan sắc Việt mà còn là động lực cho nhiều cô gái khác kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình. Thúy Tiên không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp mà còn là một học sinh giỏi. Cô từng là sinh viên khoa Pháp văn của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Dù không còn theo học tại trường này, Thúy Tiên vẫn không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân qua việc theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Vaten tại Đại học Hoa Sen. Trong hình ảnh thời còn học trung học, Thúy Tiên mang trên mình tà áo dài trắng, toát lên vẻ ngây thơ và thanh xuân. Dù không cần phấn son hay những bộ cánh lộng lẫy, nụ cười tươi tắn và đôi mắt to của Thúy Tiên vẫn đủ để khiến cô nổi bật. Trần Tiểu Vi Hoa hậu Việt Nam 2018. Từ khi đăng quang cho đến thời điểm hiện tại, sức nóng của Hoa hậu Trần Tiểu Vi, sinh năm 2000, Quảng Nam, vẫn luôn được duy trì. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp với khuôn mặt tỷ lệ vàng, thành tích học tập của cô cũng trở thành đề tài thu hút sự chú ý. Trần Tiểu Vi đã đạt được một sự cân bằng hoàn hảo giữa việc tham gia cuộc thi sắc đẹp và việc học tập. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam, khẳng định vị trí của mình trong làng sắc đẹp Việt Nam. Ngoài nhan sắc, thành tích đáng nể của Trần Tiểu Vi trong học tập cũng là điểm đáng tự hào.